Sau một trận mưa kéo dài, lúa của nhà em đây đổ hết rồi. Mưa mấy ngày hôm nay nhiều quá. Hôm qua là ngày 29. Hôm qua là ngày 28 tháng 9 năm 2023, thứ năm. Chính thức là lúa nhà em à, đổ hết rồi. Mà nó có một cái hay là mỗi mình em đổ, hàng xóm mình vẫn đứng đi. Đấy. Lúa nhà hàng xóm đứng có đổ đâu. Lúa nhà hàng xóm mà đổ. Chỉ có riêng lúa nhà em là đỏ thôi. Lúa nhà em tốt quá. Lúa nhà em tốt mới cả bị khô vằn mới đạo ôn. Bị khô vằn mới đạo ôn nên ra là mưa là nó sẽ nhũn cây luôn. Thân này em nó đỏ. Nha, xin chào các bạn nhé.